Kính thưa quý vị, và trở lại với bản tin ngày hôm nay, sau đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự từ Geneva với Bảo Châu như sau. Thưa quý vị, người Việt Nam khắp nơi trên thế giới biểu tình trong ngày chính quyền Cộng sản Việt Nam ra phiên kiểm điểm định kỳ về nhân quyền ngày thứ Tư năm tháng 2 năm 2014. Xin mời quý vị theo dõi phóng sự được thực hiện trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng tại trụ sở nhân quyền Liên Hiệp Quốc Place Nation. Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng cũng có rất là nhiều người Việt từ khắp các quốc gia tập hợp về đây để biểu tình. Hiện giờ phía sau lưng tôi thì có mặt anh Trúc Hồ đến từ California. Thưa anh Trúc Hồ, anh có thể cho biết lý do tại sao anh có mặt ở đây ngày hôm nay? Trúc Hồ có mặt ở đây với tất cả mọi người, với tất cả bao nhiêu đồng bào của chúng ta từ khắp nơi ở Âu Châu về. Mục đích duy nhất là để nói lên tiếng nói dùm cho tất cả những người đang bị cầm tù. Như chị thấy là đây là những tù nhân lương tâm chẳng còn đang bị giam giữ. Và ngày hôm nay là ngày UPR. Chúng ta phải có tiếng nói, tất cả chúng ta, cho dù chúng ta đang ở đâu, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chúng ta đòi quyền làm người, quyền căn bản làm người mà Liên Hiệp Quốc đã ký. Khi mà Cộng sản Hà Nội vào Liên Hiệp Quốc, họ phải bắt buộc phải chấp nhận cái luật lệ của Liên Hiệp Quốc là phải tôn trọng con người, tôn trọng quyền làm người, tự do tín ngưỡng. Như vậy thấy mọi người đang ca bài nhạc, chúng thấy cái không khí, mặc dù là trời mưa, chị cũng thấy là từ em nhỏ mười mấy tuổi cho tới người lớn, cho tới cụ già 80 tuổi, tất cả mọi người cùng một mục đích là tranh đấu cho người Việt Nam của chúng ta ở trong nước được tự do và được quyền làm người. Mặc dù trời mưa tầm tã như thế này, nhưng mà với một số đông người Việt khắp nơi tụ họp về đây, cái cảm giác của Trúc Hồ như thế nào, có một cái hy vọng gì cho nhân quyền Việt Nam? Chắc chắn là trong năm nay hoặc trong năm tới là sẽ có nhiều thay đổi cho đất nước chúng ta và thay đổi tốt đẹp hơn. Là hy vọng là người Việt Nam của chúng ta khắp mọi nơi cũng như là trong nước, nhất là anh em trong nước đang đấu tranh cho quyền làm người, cho tự do, cho dân chủ. Các anh em trong nước phải nhớ một điều là các anh không có cô đơn. Ở hải ngoại khắp nơi trên thế giới đều có những người cùng màu da, cùng dòng máu đang tranh đấu cho các anh sớm có một ngày có một đất nước thật sự là một đất nước mà chúng ta hạnh diện, một đất nước mà 4.000 năm dân hiến, dòng giống Lạc Hồng. Chúng ta phải làm sao cho tất cả những người Việt Nam của chúng ta, con cái của chúng, bạn bè của chúng ta được quyền làm người. Quan trọng nhất là phải quyền làm người đó. Nếu mà người dân chúng ta có quyền làm người thì Trúc Hồ nghĩ là trong vòng 15-20 năm nữa chúng ta sẽ không thua gì những nước tiến bộ ở châu Á như là Nam Hàn. Hôm nay ngày 5 tháng 2, ngày UPR, Việt Nam báo cáo định kỳ thường niên phổ quát trong sự trụ sở của Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chút nữa đây, vào lúc 2 giờ thì Trúc Hồ và một số người sẽ vào bên trong. Trúc Hồ sẽ cho biết cái phái đoàn đó gồm những ai? Bên Trúc Hồ thì có luật sư Đỗ Phủ của Human Rights Bác của Việt Nam, cũng như là Vice President của đài truyền hình SPTN. Có anh Võ Thành Nhân từ DC, có bác sĩ Thể Bình từ DC, có anh Nam Lộc và có ca sĩ Lâm Tí Vân. Đó là những người mà cùng phái đoàn của Trúc Hồ mà qua đây. Ngoài ra chúng ta còn có những người đến từ Việt Nam, có phải không ạ? Có chị Nguyệt Ánh nữa. Có chị Nguyệt Ánh nữa và có một số anh em từ trong nước qua để mà cũng đi vào để tham gia. Cái năm nay là năm mà chúng ta thấy không còn một hai hội đoàn mà tranh đấu cho nhân quyền nữa. Mà năm nay chúng ta thấy rất nhiều hội đoàn tranh đấu cho nhân quyền và cái là người Việt Nam trong nước. Nhiều anh em đã vượt qua khỏi sợ hãi. Hồi hôm qua Trúc Hồ đã gặp một trong những anh em trong nhóm Nô Du cũng có mặt ở Geneva này, thì đó là cái gì, đó là chúng ta thấy là người Việt Nam của chúng ta trong nước đã vượt qua khỏi sự sợ hãi và người Việt Nam ở hải ngoại trên 38 năm vẫn triền miên, vẫn lúc nào một lòng đối với quê hương và dân tộc. Cái đó là cái mà chúng ta nên tiếp diễn và đời sau con cái của chúng ta cũng phải tiếp nối. Chị thấy có một em nhỏ, rất là nhỏ, mới có 16-17 tuổi thôi, đứng mưa từ hồi nãy giờ trên nửa tiếng. Cái lòng của em, tại sao em làm được chuyện đó là nhờ ba mẹ dạy dỗ. Cho nên Trúc Hồ xin cảm ơn. Trúc Hồ kêu gọi là chúng ta những người Việt Nam, các khán giả của đài truyền hình SBTN, Úc Châu, Canada, Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Các bác, các chú hãy hướng dẫn các con em của mình, giới trẻ tham gia vào những công tác cộng đồng. Chẳng hạn như là những công tác như thế này là chúng ta phải đi tranh đấu nhân quyền cho người Việt Nam của chúng ta.
Chút nữa đây, phái đoàn vào bên trong, mặc dù là chúng ta không được lên tiếng, nhưng mà sự hiện diện đông đảo của phái đoàn cộng đồng người Việt hải ngoại nói lên điều gì? Đó là sự đoàn kết, và chúng ta sẽ nghe coi Cộng sản Hà Nội họ sẽ trả lời như thế nào. Và dĩ nhiên với sự hiện diện của chúng ta thì cái bản báo cáo nhân quyền của Cộng sản Việt Nam sẽ không thể che giấu được nữa với thế giới. Thì bây giờ sự thật nó đã rõ ràng trên Internet, nhờ thế giới đã có một sự phát triển rất mạnh, cho nên Cộng sản Hà Nội không thể nào mà bưng bít như thời xưa nữa. Cho nên cái chuyện đó họ không thể nào làm được. Và như chúng ta đã biết, và người Việt Nam miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta đã biết, đừng tin những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thì bây giờ trong cái thế giới mà Internet, các em ở trong nước, rất nhiều em đã nhờ Internet lên nghiên cứu và đã họ biết được tội ác của Cộng sản gần một thế kỷ này. Vâng, xin cảm ơn Trúc Hậu rất là nhiều và chúc phái đoàn thành công trong việc lên tiếng cho những người không được lên tiếng. Dạ, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, và tiếp theo đây chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị một phóng sự cũng từ Geneva do phóng viên Võ Thành Nhân phỏng vấn ban tổ chức hội thảo tại Geneva sau đây. Và kính thưa quý vị, bên cạnh của chúng tôi là một trong những người chúng tôi được biết trong ban tổ chức. Có thể đây là một người chịu trách nhiệm nhiều phần vụ, nhưng mà riêng những cái phần vụ mà khó khăn đó thì chúng tôi muốn hỏi thăm rằng chị Trang đã vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách như thế nào để mà chúng ta có được một cái buổi hội thảo rất là thành công ngày hôm nay. Dạ thưa anh, trong tổ chức một buổi hội thảo mà ở Geneva như thế này đó, nó có nhiều cái khó khăn lắm. Thứ nhất là thành phần ban tổ chức đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tuy rằng Đảng Việt Tân có một cơ sở ở đây và anh em địa phương giúp rất là nhiều, nhưng mà nói chung là nhiều anh em từ Pháp, Mỹ lo phần tổ chức, thành ra nó khó khăn là mình ở xa, mình phải phối hợp công việc. Nhưng mà cái khó khăn nhất á, mà trong mấy ngày nay chúng tôi gặp phải đó là vấn đề đưa người vào Liên Hiệp Quốc. Cái số ghi danh á, cho đến ngày thứ sáu là lên tới 150 người ghi danh, và đã đồng bào đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng mà đến khi mà chúng tôi nộp danh sách, UNWatch nộp danh sách qua cho Liên Hiệp Quốc đó, thì họ ok. Và đến ngày sáng thứ hai họ nói là ồ, chúng tôi chỉ có thể cho tổng cộng 80 người vào, còn những chỗ dành để lại ở lại còn vài chục chỗ lại đó thì để dành cho những người nhân viên Liên Hiệp Quốc cũng như là các quốc gia thành viên họ đến họ tham dự cái này. Nói chung là họ có một cái hệ thống mà cái quota cho một số quốc gia, thì như vậy rốt cuộc chúng ta có mấy chục đồng bào không thể nào vào được. Và sáng hôm nay khi ghi danh thì cái vấn đề security của Liên Hiệp Quốc họ rất là khó khăn và rất là cứng ngắc. Thành ra là có nhiều đồng bào bị kẹt bên ngoài, rốt cuộc là chúng ta phải phụ lòng 70-80 đồng bào. Và cũng rất là nhân đây xin tôi xin đại diện ban tổ chức xin lỗi, gửi lời xin lỗi đến các đồng bào đã bị kẹt bên ngoài. Và cuối cùng thì chị Trang có thể cho biết rằng là với một cái thành phần diễn giả rất là hấp dẫn được cái cử tọa, với một cái thành phần diễn giả có một cái kiến thức rất là sâu rộng và phân tích những đề tài rất là hấp dẫn, thì chị có thể cho biết rằng lúc mà chuẩn bị để mà mời những thành phần diễn giả như vậy thì cái tiêu chuẩn nó như thế nào, và tại sao những người đó được có cái cơ hội để mà đến với lại những cử tọa ngày hôm nay? Dạ, cái tiêu chuẩn nằm ở chỗ là đây là phải là những cái tổ chức nhân quyền mà đã làm việc với việc là các thành phần nhà đấu tranh dân chủ liên quan đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam lâu ngày, để họ có những cái kinh nghiệm bản thân của họ, để họ mới có thể đưa ra những cái nhận định mà nó thực tế với lại cái môi trường quốc nội của chúng ta. Thành ra đây là những NGO có những hoạt động trực tiếp với lại giới đấu tranh với lại xã hội dân sự Việt Nam. Xin cảm ơn thông tin viên Võ Thành Nhân. Và thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ Việt Nam. Đầu năm mới, các linh mục Việt Nam kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam hãy bãi bỏ án tử hình. Đặc biệt, giáo lý Công giáo từ lâu đã lên án hình thức kết án phi nhân này. Nhân dịp Việt Nam phải ra điều trần trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mỗi 4 năm một lần, thì nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền và các linh mục Công giáo khác đã đồng ký tên kêu gọi Quốc hội hủy bỏ án tử hình và nhấn mạnh rằng bản án tử hình đối với phạm nhân đã từ lâu không diễn tả sự công tâm của pháp luật mà mang nặng tính trả thù. Trong thư ngỏ gửi cho giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, các linh mục cùng ký tên gồm có các linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng giáo phận Huế,
Tadeo Nguyễn Văn Lý, Tổng giáo phận Huế Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh và cùng với linh mục phía Nam là An Tôn Lê Ngọc Thanh, Giuse Đinh Hữu Thoại cùng dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn nhấn mạnh rằng kể từ sau năm 1975, Việt Nam là một trong số những quốc gia thi hành án tử hình nhiều nhất thế giới, vừa đối với các tù nhân hình sự, vừa đối với các tù binh chiến tranh thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, vừa đối với các tù nhân lương tâm. Có rất nhiều chứng từ lẫn tài liệu về vấn đề này và không thiếu những trường hợp chết oan vô tội. Gần đây lại có một loạt án tử hình được tuyên liên quan tới tham nhũng, cướp của, buôn ma túy, gây xôn xao cho toàn xã hội. Các linh mục nêu vấn đề Nghị định số 208/2013 Nghị định Chính phủ được ký ngày 17 tháng 12 năm 2013 cho phép công an được bắn vào kẻ bị cho là có hành vi chống người thi hành công vụ, chỉ nhằm ngăn ngừa những cuộc nổi dậy ngày càng tăng của người dân và trước hiện trạng nhiều công dân vô tội bị chết sau khi sa vào tay công an. Công luận e rằng rồi đây sẽ có những bản án tử hình được thực thi tại chỗ mà tính chất chính đáng sẽ là mối băn khoăn nhức nhối cho lương tâm của toàn xã hội. Trong thư thì các linh mục tố cáo nạn thi hành án tử hình tại Việt Nam mang nhiều thể thức vô nhân đạo, như việc các tử tù bị giữ lâu năm, lâu tháng trong cảnh biệt giam, cùm kẹp và đọa đậy, nghiệt ngã, khiến cho họ và gia đình của họ sống trong khắc khoải khôn cùng, dễ dẫn tới tự hủy hoại, như việc thi hành án tử hình bằng những phương cách gây đau đớn kéo dài cho các phạm nhân. Như việc mới đây, một nhóm bác sĩ được mời đến để chữa bệnh, nhưng tới nơi thì bị cưỡng bức tiêm thuốc độc để giúp nhà tù thi hành án tử hình. Như thế là trực tiếp phá vỡ những cam kết chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ. Thư kêu gọi hủy bỏ án tử hình được gửi đi vào ngày 5 tháng 2. Tuy vậy, khó tin rằng chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay biết lắng nghe tiếng nói nhân đạo này. Vừa rồi một số các tin tức từ Việt Nam, đến đây chúng tôi một lần nữa xin được tạm ngưng phần tin trong giây lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những tin tức từ Hoa Kỳ.